Bài giảng chương 1 nó liên quan đến việc giới thiệu các cái cây thuộc họ ngũ cốc cũng như các cái loại củ cho bột. Và đây chính là cái nguồn nguyên liệu chính để sản xuất ra các cái sản phẩm lương thực đó mấy đứa. Cô đã cho bài tập số 1 và bài tập số 2 thì nhìn chung cô thấy là đa phần các em trả lời được vì chúng ta có thời gian tìm hiểu. À, còn câu hỏi gì thắc mắc? Rồi, bắt. Lúa mạch đen và lúa mạch có giống nhau không? Thế này, lúa mạch đen và lúa mạch không giống nhau. À, lúa mạch đen thì cái tên gọi khoa học của nó là rau. Và lúa mạch bình thường, đại mạch á, thì nó sẽ là ba lê. Thì trong bài giảng của chương số 1, cô cũng đã đề cập lúa mạch thì chủ yếu người ta sử dụng trong công nghệ sản xuất bia. Ha, một phần người ta cũng sử dụng để làm bánh mì. Tuy nhiên, cái hàm lượng protein, gluten trong lúa mạch nó thấp hơn rất nhiều so với lúa mì. Cho nên nếu chúng ta sử dụng lúa mạch để làm bánh mì thì thường cái cấu trúc nó sẽ không đạt như chúng ta sử dụng lúa mì. Đồng thời trong cái hạt lúa mạch, người ta cũng tìm thấy rất nhiều các cái hoạt chất mà trong quá trình lên men bia nó sẽ chuyển hóa và nó tạo cho cái bia chúng ta có những cái tính chất là vô cùng đặc trưng. À, lớp câu hỏi nè, học nhập môn ngành hình như mấy đứa đi Ajinomoto chưa đi Heineken đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À, vậy để sau khi qua dịch trở lại thì học kỳ này cô sẽ cho mấy đứa đi Heineken. Lẽ ra là học kỳ này mấy đứa sẽ được đi hai nhà máy đó, nhưng bây giờ tình hình này chắc cô chưa biết như thế nào. Rồi cô nói tiếp về lúa mạch đen. Lúa mạch đen thì nó sẽ khác lúa mạch ở chỗ là cái thành phần lớp vỏ cám của nó chứa rất nhiều các cái hợp chất thuộc nhóm là anthocyanin, một cái hợp chất mà tạo cho thực vật có cái màu từ nâu đến tím. Thì lúa mạch đen hiện nay về mặt ứng dụng, một là người ta cũng làm bia đen, hai thì tương tự như lúa mạch người ta cũng sử dụng để làm bánh mì lúa mạch đen. Tuy nhiên trong cái lúa mạch đen thì cái hàm lượng protein gluten nó lại thấp hơn rất nhiều so với lúa mì và ngay cả là so với lúa mạch. Vì vậy cái bánh mì đen thì thường cái cấu trúc của nó không thở, không khớp, không có độ đàn hồi. Vậy nếu mà mấy đứa muốn sử dụng bột lúa mạch đen để làm bánh mì thì đòi hỏi mấy đứa cũng phải phối trộn với một cái tỷ lệ bột mì nhất định và đồng thời thêm một số chất phụ gia để hỗ trợ độ. Nhưng mà xét về giá trị dinh dưỡng thì đương nhiên cái bánh mì lúa mạch đen có cái giá trị dinh dưỡng cao hơn ở chỗ là nó giảm những cái chất xơ không hòa tan, những chất có cái hoạt tính hơn sinh học lúa mì. Thì học kỳ rồi một số chị K17 cũng đã bắt đầu làm một cái số nghiên cứu ở môn bánh kẹo của Phú Linh đó, là mấy chị khảo sát thử cái hàm lượng bột lúa mạch đen có thể phối trộn vô để chúng ta có được cái bánh mì đen. Rồi còn câu hỏi nào, mấy đứa hỏi đi, 40 phút đầu tiên cô sẽ ưu tiên cho cái phần hỏi để mình hiểu rõ chương 1 rồi cô mới qua chương 2. Mấy đứa cố gắng hỏi nha. Tất cả các bài giảng sau này thì cô sẽ ghi âm trước và cô up trên trang MS. Chúng ta lợi dụng cái thời gian gặp nhau trên đây chủ yếu là chúng ta hỏi nhau đi. À, nó liên quan tới bột làm bánh. Một bạn có hỏi trong tuyển tập 50 câu hỏi là bột gạo có làm bánh mì được không? Hay mấy đứa bột gạo có làm bánh mì được không mấy đứa? Bột gạo làm bánh mì được không? Đâu bạn nào cả? Dạ không. Tại sao? Tại sao mấy đứa nghĩ là bột gạo chúng ta không thể làm bánh mì? Cô vì bột gạo không có hai thành phần là glutenin và liadin nên không tạo mạng gluten được. Chính xác, câu trả lời rất chính xác ha. Chúng ta không thể dùng 100% bột gạo để làm bánh mì vì lý do là trong thành phần hóa học của bột gạo nó không có hai loại protein là liadin và glutenin. Và nếu không có hai loại protein liadin và glutenin thì khi chúng ta trộn bột gạo với nước thì nó không tạo thành một cái khối bột nhào dẻo dai đàn hồi như khi chúng ta nhào bột mì với nước.
Lý do là vì vì không có hai protein liadin và glutenin cho nên nó không thể tạo mạng gluten. Nó không thể làm cho khối bột nhầu có một cái cấu trúc dai, dẻo, đàn hồi. Và đương nhiên khi mà các em nướng lên thì nó không thể tạo được một cái cấu trúc xốp. Bột gạo khi mấy đứa cho nước vào thì nó chỉ xảy ra cái hiện tượng hydrat hóa hai thành phần chính là amylose và amylopectin của hạt tinh bột, nó chỉ hydrat hóa thôi. Cho nên giống như mình đổ bánh xèo, mình làm bánh đúc, khi mấy đứa chế nước vô thì mấy đứa sẽ thấy cái hiện tượng cục bột nó chảy ra và chúng ta không thể nhậu được. Tuy nhiên hiện nay vì có một số người trên thế giới người ta mắc cái hội chứng là celiac, hội chứng dị ứng với gluten của trong bánh mì, thì một số cái nghiên cứu hiện nay người ta sẽ tập trung vô việc sản xuất ra dòng bánh mì không có gluten. Nghĩa là với cái sản phẩm dòng bánh mì không có gluten này thì người ta sẽ phối trộn hai thành phần là bột gạo, bột bắp, sau đó người ta bổ sung thêm bột đậu nành cộng với một số cái phụ gia tạo gel để thay thế cái cấu trúc của gluten. Và đương nhiên vì đã không sử dụng bột mì cho nên chắc chắn chúng ta không nhào được. Hỗn hợp bột sẽ có cái tính chất chảy nhão và khi nướng người ta sẽ đổ trong khuôn người ta nướng. Bạn nào có quan tâm tới dòng bánh mì không có gluten, nghĩa là bánh mì không sử dụng bột mì, thì các bạn có thể đến xưởng 3 học kỳ này. Cô có hướng dẫn hai anh chị khóa 16 là anh Hải và anh Vinh, các anh đang nghiên cứu sản xuất ra cái dòng bánh mì không có gluten. Được chưa? Anh đang làm ở xưởng 3 đó. Rồi, câu hỏi nào được mấy đứa cứ hỏi đi. Chương 1 cô sẽ không giảng lại nha. Cô đã có bài giảng cô vừa up lên hôm qua hôm kia gì đấy. Nhi hỏi gì đây? Thành phần lớp vỏ cám nào có khả năng ảnh hưởng đến sự biến đổi gạo trong quá trình bảo quản? Bạn nào có thể trả lời được câu hỏi này? Nghĩa là câu hỏi này nó nằm trong một cái câu hỏi lớp là tại sao hạt gạo nếu không bóc đi lớp vỏ cám thì cái thời gian bảo quản của nó sẽ ngắn hơn so với gạo trắng. Như vậy thành phần hóa học chủ yếu nào trong lớp vỏ cám sẽ ảnh hưởng đến thời gian bảo quản của những hạt gạo chưa qua trà sát? Bạn nào trả lời dùm câu hỏi của bạn Nhi nè. Hai mấy đứa, thành phần nào trong bốc lõi cám nó sẽ làm giảm thời gian bảo quản của gạo? Có thấy có rất nhiều bạn trả lời được chứ? Đúng rồi, bạn Bắc. Như vậy, nếu trong quá trình sa sát chúng ta không loại bỏ lớp vỏ cám thì cái hàm lượng béo trong bớp vỏ cám, hàm lượng lipid đó, dầu gạo đó, thì nó sẽ làm giảm thời gian bảo quản do quá trình oxy hóa chất béo. Quá trình oxy hóa chất béo nó sẽ xảy ra nếu cái chất béo tiếp xúc với oxy không khí và ở nhiệt độ cao. Mặc dù quá trình tồn trữ gạo của chúng ta có thể nhiệt độ không cao như chúng ta chiên, nhưng quá trình oxy hóa vẫn sẽ diễn ra với tốc độ chậm. Vì vậy những cái kho bảo quản hạt lương thực, hạt lúa đó, thì người ta phải thiết kế những cái kho kính, người ta có thể rút bớt cái hàm lượng oxy không khí để hạn chế tối đa việc oxy hóa chất béo. Và đương nhiên khi chúng ta bảo quản gạo ở nhà thì chúng ta không thể nào loại bỏ hoàn toàn được cái không khí, oxy trong không khí. Cho nên vì vậy gạo mà chưa có loại bỏ lớp vỏ cám chắc chắn thời gian bảo quản nó sẽ giảm. Và nhân câu hỏi này cô cũng cung cấp thêm một cái thông tin là hiện nay cũng có rất nhiều các cái nghiên cứu người ta tập trung vô việc trích ly các cái chất béo có trong cái lớp vỏ cám của gạo để tạo thành một cái sản phẩm hiện nay rất được người tiêu dùng quan tâm và sử dụng, đó là dầu gạo. Dầu gạo lẽ ra thì phải dùng từ dầu cám thì nó chính xác hơn đó. Người ta sẽ tận dụng cái lớp vỏ cám được lấy ra trong quá trình sơ sát ở Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta đa số là người ta sử dụng dầu trắng, rất ít ai sử dụng gạo lứt là lớp cái gạo chưa loại bỏ vỏ cám. Và người ta có một số cái nghiên cứu để trích ly ra cái thành phần lipid mà có trong lớp vỏ cám, nó có một cái gọi là ưu điểm rất lớn về mặt dinh dưỡng là nó chứa rất nhiều các cái axit béo thiết yếu, rất tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Tuy nhiên vì cái hàm lượng dầu cám mà chúng ta trích ly nó cũng không nhiều, cho nên hiện nay đa phần các công ty người ta cũng không thể chế biến ra một cái sản phẩm 100% dầu lấy từ cái chất béo của vỏ cám, mà người ta sẽ pha vô với các loại dầu thực vật khác phổ biến hơn
với một cái tỷ lệ dầu nhất định. Và thường những cái loại dầu chứa các cái axit béo thiết yếu như các dòng họ omega 3, omega 6 thì thường nó sẽ tốt cho sức khỏe của những người lành tim mạch. Trên thị trường thì sản phẩm dầu gạo có là đó mấy đứa. Một câu hỏi nữa. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không mấy đứa cứ hỏi đi. Chúng ta hỏi cho đến khi hết 40 phút đi, rồi cô sẽ giảng bài 2. Cô nhắc lại nha, bài giảng chương 1 thì cô đã up lên trang MS rồi. Nghe các bạn cũng đã tìm hiểu, đặt câu hỏi rồi. Chúng ta cũng trả lời câu hỏi rồi, cho nên cô sẽ không giảng lại bài 1 nữa. Chúng ta tập trung cho những bài sau. À, cô cũng giải đáp luôn một cái câu hỏi ha, về cái thành phần gluten. Thành phần gluten trong những cái sản phẩm làm từ bột mì thì thực chất cái thành phần gluten này nó không có gây hại gì đến sức khỏe của những người bình thường, chỉ là những người bị cái hội chứng là dị ứng thực phẩm. Dị ứng thực phẩm, chúng ta có một cái hội chứng dị ứng thực phẩm liên quan đến hệ miễn dịch của một số người, nó nhận diện sai một số tác nhân protein từ một số các cái sản phẩm như sữa này, trứng này, gạo này, các cái hạt họ đậu và kể cả là protein gluten. Thì với những người có hệ miễn dịch quá mẫn cảm thì khi mấy đứa sử dụng bánh mì hoặc những sản phẩm mì có chứa gluten tạo thành trong quá trình nhào bột đó, thì những người này hệ miễn dịch nó sẽ nhận diện đây là những cái tác nhân gây hại và cơ thể sẽ sản xuất ra những cái kháng thể để chống lại sự xâm nhập của tác nhân gây hại đó. À, và sự phản ứng thái quá của hệ miễn dịch nó sẽ tạo ra một cái amin sinh học là histamine. Chính cái histamine này nó sẽ gây ra những cái phản ứng miễn dịch ở những cái cơ quan trên cái cơ thể của người bị dị ứng. À, ví dụ như có thể chúng ta nổi mẩn đỏ này, chúng ta khò khè này, chúng ta khó thở và thậm chí nếu dị ứng là nghiêm trọng thì chúng ta có thể tử vong. Vì vậy, với những người bị hội chứng dị ứng thực phẩm thì có một nguyên tắc chắc chắn phải tuân thủ là nếu chúng ta bị dị ứng với một thành phần nào, một thực phẩm nào thì tuyệt đối chúng ta không được sử dụng. Nga, sữa này, rồi trứng này, một số loại thịt bò này, rồi hạt đậu nành này, đặc biệt là đậu phộng, vân vân. Thì đa phần những người bị hội chứng dị ứng thực phẩm thì họ sẽ bị dị ứng với cái thành phần protein có trong cái sản phẩm đó. Như vậy, với những người bị cái hội chứng dị ứng với gluten, chắc chắn họ không thể sử dụng được những cái sản phẩm có gluten. Ha. Còn với những người bình thường khác thì bánh mì hay mì vân vân thì hoàn toàn không có gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Cho nên một số các bạn trả lời câu hỏi là gluten có tốt hay không, một số các bạn kêu là gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe vân vân, thì cô có nói lại và cô kêu là thông tin này chưa chính xác. Ha. Và hiện nay cô cũng đang rất quan tâm tới những cái sản phẩm không có gluten dành cho những người bị bệnh celiac, bị bệnh hội chứng nhiễm gluten. Học kỳ này cô triển khai rất nhiều đồ án cho các anh chị làm liên quan tới hai cái sản phẩm chính là bánh mì không gluten và cái mì sợi không gluten. Thì các bạn nào quan tâm thì sau giờ học rảnh rỗi có thể ghé qua các cái xưởng theo các anh chị học hỏi con các anh chị làm những gì, cái dòng sản phẩm đó chúng ta sẽ duy bằng cách nào để chúng ta tạo được cái cấu trúc đặc trưng như những sản phẩm có gluten. Còn câu hỏi nào nữa không mấy đứa? Rồi, cô thấy câu hỏi ha. Rồi, bạn Bắc hỏi một cái câu hỏi rất hay. Gạo sau khi nấu chín và chúng ta làm lạnh, nghĩa là cô hiểu là các em nấu chín xong mình ăn không hết, các em đem bỏ tủ lạnh đúng không? Và sau một cái thời gian bảo quản lạnh thì chúng ta thấy gạo nó bị cứng. Nó cứng ha, nó mất nước. Thì vấn đề này có liên quan tới một cái hiện tượng gọi là hiện tượng thoái hóa tinh bột. Đây là một vấn đề mà bắt buộc các nhà sản xuất các cái sản phẩm có chứa tinh bột là nguyên liệu chính phải giải quyết. Không phải là gạo đâu. Ví dụ như nè, bánh ít này, bánh tét này, rồi hát cảo này, vân vân. Nếu các em hồ hóa, các em hấp chín, các em ăn không hết, các em để tủ lạnh thì chắc chắn hiện tượng thoái hóa xảy ra và nó gây những ảnh hưởng rất tiêu cực đến cái cấu trúc sản phẩm. Còn cách phòng chống như thế nào, cách giải quyết như thế nào thì chương 2 chúng ta sẽ đề cập tới hiện tượng thoái hóa tinh bột. Đây là một cái hiện tượng rất đau đầu của các cái nhà sản xuất ra các cái sản phẩm chứa nguyên liệu chính.
À, nguyên liệu chính là tinh bột và chúng ta buộc phải qua bao quá trình bảo quản lại. À, các bạn chờ ha, chương 2. Các bạn cô toàn bộ bài giảng thì cô đã up lên rồi. Mấy đứa cứ hỏi cho mấy đứa. Trong khi chờ đợi câu hỏi mới thì cô hỏi một câu. Trong từng này nè, là các em được quyền rút môn học nha. Chúng ta cân nhắc kỹ, nếu chúng ta có điều kiện và khả năng tự học tốt thì chúng ta rút. À, chúng ta không nên rút nha. Còn những bạn mà thí dụ có một số bạn có phản hồi với cô là em không có laptop ha, thì làm sao em học online, thì cô nghĩ là nếu không có laptop thì rất khó học online. Các em cũng phải cân nhắc điều này. Học trên điện thoại cô nghĩ là chúng ta học không nổi đâu. Bây giờ cô, các bạn hỏi cô là mình sẽ học online mấy tuần thì cô cũng không trả lời được, và thậm chí nhà trường cũng không có trả lời được. Và trong cái tình huống bất đắc dĩ như hiện nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ học online một cách cuốn chiếu. Nghĩa là những tuần chúng ta đã học online rồi thì vô lớp các thầy cô sẽ không dạy lại. Chúng ta phải tiếp theo luôn thì mới kịp. À, cho nên các em cân nhắc kỹ để ra quyết định học tiếp hay rút môn học nha. Rồi, còn câu hỏi nào không mấy đứa? Cô sẽ dành 40 phút, ha, khoảng 40-30 phút để cô trả lời và giải quyết tất cả những câu hỏi của chương 1. Các em có thể chat lên hoặc là hỏi trực tiếp với cô cũng được, không sao. Rút môn học thì có khả năng tốt nghiệp trễ hay không? Thì cái này cô cũng không hứa chắc được. Nhưng mà mấy đứa là khóa mấy nhỉ? Khóa 18 đúng không? Mấy đứa là khóa 18. Thì nếu như rút môn học thì vẫn có khả năng đăng ký kịp, nó cũng không có đến nỗi ngặt nghèo như K17. Tuy nhiên các em sẽ thấy một điều nào, cái chương trình của các em là 132 tín chỉ. À, và cái thời gian học chúng ta rút ngắn đi rất nhiều. Chúng ta còn có một cái học kỳ doanh nghiệp. Cho nên nếu cố gắng theo được thì theo. Cố gắng ha. Cô chỉ lo lắng là cho những bạn không có laptop đó. Ở đây có bao nhiêu bạn không có laptop đi đứa? Có bao nhiêu bạn không có laptop? Rồi, thì vấn đề này thì các em cân nhắc ha. Cô sẽ trả lời tốt. À, tiếp câu hỏi của bạn Thương. Tại sao cơm để lâu trong nồi sẽ bị sẫm màu? Rồi, hiện tượng mà cơm bị sẫm màu nếu để lâu trong nồi. Nếu mà các em để ngoài thì các em sẽ bị, nhưng mà cũng không sẫm màu nhiều đâu. Nhưng nếu các em đem vô tủ lạnh thì chắc chắn hiện tượng này nó sẽ hầu như không có. Nhưng mà nó sẽ bị hiện tượng là gạo bị khô và cứng lại. Còn hiện tượng gạo bị sẫm màu, gạo đã sẫm màu, cơm á sẫm màu trong quá trình bảo quản thì cô nghĩ là nó liên quan tới một số cái biến đổi xảy ra. Một là thành phần gạo, nếu mà chúng ta vo gạo không kỹ á, chúng ta để cái lớp vỏ cám bên ngoài, thì như cô nói là trong thành phần của vỏ cám nó có chất béo. Chất béo chắc chắn sẽ bị oxy hóa, bị ôi chua. Thứ hai là liên quan tới sự tấn công của một số vi sinh vật, đặc biệt là nếu gạo là chúng ta sẽ bị nấm mốc tấn công nếu chúng ta để ngoài không khí mà môi trường bình thường. Và với cái điều kiện khí hậu nhiệt độ cao và độ ẩm cao của Việt Nam chúng ta thì đây là một cái điều kiện vô cùng thuận lợi cho sự phát triển của nấm mốc. Và khi nấm mốc đã phát triển trên những cái cơm thì việc sẫm màu là do sự hình thành của những cái tế bào nấm mốc trên gạo, trên cơm. Và chắc chắn các em để một cái thời gian lâu thì nó xảy ra hiện tượng ôi thiêu luôn. Mà nó sẵn xong ha, nó sẽ nhớt ra ha, và mốc. Chúng ta sẽ quan sát rất rõ mốc. Vì vậy, gạo, nghĩa là cơm, gạo đã nấu chín là cơm đó, thì chúng ta không để lâu. Ăn rất là không an toàn. Nếu các em để bên ngoài bình thường, không bỏ tủ lạnh, thì chúng ta chỉ nên để trong vòng một ngày.
một ngày ha, sáng đi học có thể ăn, nấu ăn rồi trưa tối gì đấy, một ngày là tối đa. Còn nếu các em để sang ngày hôm sau chắc chắn gạo nó sẽ bị hư, cơm nó sẽ bị hư. Trong thời tiết hiện nay nóng ẩm với cái nhiệt độ này của khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì để từ sáng tới chiều đôi khi hiện tượng ôi thiêu cũng đã xảy ra rồi đó. Khi mà nấm mốc tấn công thì không chỉ đơn thuần là nó thay đổi về mặt cảnh quan của cơm đâu, mà nó xuất hiện rất nhiều độc tố của nấm mốc. Độc tố của nấm mốc phổ biến nhất có thể xuất hiện khi nấm mốc phát triển trên những cái thực phẩm già tinh bột là aflatoxin, một trong những độc tố có khả năng gây ung thư. Cho nên nếu mà mình nấu cơm nhiều quá, mình không ăn hết thì chúng ta nên bỏ trong tủ lạnh. Thì bỏ trong tủ lạnh thì chắc chắn nó sẽ bị hiện tượng thoái hóa. Thì nếu mà các em muốn ăn lợi thì chúng ta có hai cách. Một là các em rưới chút xíu nước lên và chúng ta cắm vô nồi cơm, chúng ta nấu lại chút xíu, nó sẽ mềm ra. Tuy nhiên chắc chắn không phục hồi được 100% cái cảm quan ban đầu. Nhà bạn nào có vi sóng, lò vi sóng thì các em có thể bịt kín cái tô, cái dụng cụ chứa cơm, nhưng mà lưu ý là không sử dụng nồi cơm nha. Và các em bỏ vô lò vi sóng, bịt kín lại, rưới chút xíu nước, bỏ lên lò vi sóng thì các em quay lại khoảng chừng 1 tới 3 phút thì cái cấu trúc ban đầu nó sẽ phục hồi, nó không còn cứng nữa. Nó giống như chúng ta giải quyết bánh ít, bánh tét bỏ tủ lạnh phải đem hấp lại. Lý do tại sao thì cái phần hiện tượng thoái hóa tinh bột cô sẽ giải thích kỹ hơn cho mấy đứa hiểu ha. Rồi, mầm gạo sẽ được loại bỏ bằng cách nào? Thế mấy đứa nghĩ mầm gạo sẽ được loại bỏ bằng cách nào? Mầm, mình dùng từ phôi đi. Vì khi mà cái hạt gạo mà chúng ta xem đem đi chế biến á, thì nó chỉ là phôi thôi, nó chưa thành cái mầm đâu. Theo mấy đứa nghĩ, mầm gạo sẽ được loại bỏ bằng cách nào? Cái phần mầm gạo mấy đứa thì thông thường nó sẽ nằm bên trong, và theo cái hình mô tả về cái cấu tạo hạt lúa gạo cô đã up lên ở bài giảng 1 á, thì cái phần phôi gạo á thì nó sẽ nằm ở cái phần ở dưới á, ở cái đầu á, nó sẽ nằm cái gốc ở cái phần cái hạt gạo thon thon á. Thì hiện nay trong quá trình sai sát và đánh bóng hạt gạo thì hầu như đa phần các cái phôi gạo nó sẽ bị tách ra khỏi cái phần hạt và phần nội nhũ. Trong cái hạt gạo chúng ta có sẽ có ba phần: vỏ, nội nhũ và phôi. Ba thành này, phần này về bản chất hóa học nó khác nhau, cho nên nó sẽ liên kết với nhau thông qua những cái liên kết yếu. Cho nên khi chúng ta dùng những cái lực cơ học tác động trong quá trình sai sát gạo thì cái phần phôi gạo này nó sẽ bị gì, vỡ ra, mất đi trong cái quá trình chế biến gạo. Cho nên có một bạn hỏi cô là khi cô yêu cầu các câu hỏi là gạo đồ, gạo mầm á, gạo mầm người ta sản xuất gạo mầm bằng cách nào? Gạo mầm thì hiện nay đa phần người ta có thể làm, một là người ta làm từ gạo lứt. Vì sao gạo mầm phải làm được từ gạo lứt? Vì với gạo lứt thì người ta chỉ trải qua một cái công đoạn sai sơ bộ để bóc đi lớp vỏ trấu. Công nghệ chế biến gạo, cái bài công nghệ chế biến gạo cô cũng đã up lên rồi đó. Thì để ra một cái hạt gạo trắng, chúng ta có rất nhiều quá trình sai sát, chà bóng, chà tinh, sát trắng, sát tinh để loại đi hết hoàn toàn cái lớp vỏ, từ vỏ trấu đến vỏ cám, vỏ lụa, lớp aleron. Tuy nhiên với gạo lứt thì người ta chỉ dùng một cái quá trình cơ học nhẹ nhàng là người ta bỏ lớp vỏ trấu, người ta không can thiệp vô các cái quá trình như là chà gạo và đánh bóng gạo. Vì vậy với gạo lứt thì hầu như cái thành phần phôi nó vẫn còn ha. Và với cái gạo lứt như vậy, người ta sẽ tạo những cái điều kiện thuận lợi cho cái phần phôi chưa được lấy ra trong cái quá trình chế biến gạo. Có thể người ta sẽ ngâm nước ấm, tạo một số cái điều kiện thích hợp, ví dụ như là sự xuất hiện của cái oxy vân vân, để cho gạo nó nảy mầm ha. Và gạo nảy mầm thì trong thành phần của nó rất giàu một cái dạng sức của axit amin rất quý là gạo ba, gạo mầm. Cho nên gạo mầm thì còn được gọi là gạo gì mấy đứa? Gạo gạo ba. Ích lợi như sau của gạo mầm thì cô cũng đã giảng trong bài giảng chương 1 cho các bạn xem ha. Cho nên tóm lại nè,
Thông thường các cái mầm gạo hoặc thậm chí khi người ta làm tinh bột bắp hoặc là tinh bột lúa bột mì thì quá trình sai sát sẽ giúp người ta loại ra được cái phần khô, quá trình sai sát chứ không thể nào mà ngồi tách ra từng cái khô riêng lẻ đâu. Ăn cơm nguội có hại như thế nào gây ung thư? Trời ơi, đồng ung thư dữ vậy. Thế này, như cô vừa trả lời câu hỏi lúc nãy, cơm nguội là cơm đã được nấu chín và bảo quản trong một thời gian nhất định, đúng không? Nếu như sáng nấu, trưa ăn mà cùng lắm thì chiều ăn thì không có một vấn đề gì về sức khỏe. Cơm nguội chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe khi mấy đứa bảo quản trong một thời gian dài không đúng cách và có sự xuất hiện và phát triển của nấm mốc. Nấm mốc, được chưa? Và khi nấm mốc phát triển trên cái gạo thì nó sẽ tạo ra một cái độc tố tên là aflatoxin. Và độc tố aflatoxin đã được chứng minh là có khả năng gây ung thư trên cả người và động vật. Cho nên chúng ta không sử dụng những cái sản phẩm ngũ cốc bị mốc. Còn cơm nguội ha, ung thư hay không là phụ thuộc vô cái thời gian bảo quản cơm của mấy đứa, điều kiện bảo quản có hay không có sự xuất hiện của nấm mốc. Còn nếu ha, trong một cái khoảng thời gian bình thường 1-2-3 tiếng gì đấy và nó cũng chưa đến nỗi là bị nấm mốc tấn công thì không có ung thư đâu, khỏi lo nha. Bác hỏi cô là pha bột hiện tượng chảy nhão nhưng khi nắm lại thì bột lại rắn đã ra chảy nhão. Bạn nào trả lời dùng câu hỏi bằng bắp bột gạo đúng không? Bắp pha bột gì? Gạo hay nếp mà có hiện tượng chảy nhão? Đâu, bạn nào trả lời? Cái này cô vừa trả lời lúc nãy đó bác. Chảy nhão là sao? Thông thường mấy đứa sẽ pha, cô nghĩ là một là bột gạo này, bột năng này, hoặc là bột nếp. Thì đương nhiên pha bột gạo chắc chắn nó bị chảy, vì chỉ có một cái quá trình xảy ra thôi, là cái quá trình tinh bột hấp thu nước ha. Tùy cái nồng độ bột và nước em pha mà cái mức độ chảy nhão thế nào. Và đương nhiên với cái bột gạo hoặc bột nếp á, thì mấy đứa nắm lại thì lập tức nó chảy ra thôi, nắm lại thì nó có thể tạo hình được việc dưới tác dụng của cái lực. Nhưng khi mấy đứa thả cái tay ra thì nó lại gì? Quay về trạng thái cũ, vì nó không có một cái mạng lưới không gian nhớt dẻo đàn hồi và có thể tạo hình được như gluten. Cho nên muốn tránh hiện tượng này, đứa biết làm sao không? Ví dụ như mấy đứa làm chè trôi nước. Đây, chỉ làm chè trôi nước nè. Chè trôi nước thì một là người ta phải pha với nước nóng. Muốn tạo hình được những cái loại bột không có gluten, mấy đứa phải pha bằng nước nóng, nhào bằng nước nóng. Tại sao? Chút xíu nữa học liền. Để cái bột của chúng ta nó xảy ra hiện tượng hồ hóa sơ bột, được chưa? Sau khi pha với nước nóng, nước ấm rồi mấy đứa tạo hình nhanh, như vậy mấy đứa vò lại và sau đó mấy đứa chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi, một nồi nước đường, được chưa? Chúng ta vò lại, chúng ta bắt nó lại xong thả ngay vô nước sôi để làm chi? Phải có hiện tượng hồ hóa và sơ hóa thì nó mới cố định được cái hình dạng của những cái bột mà không có gluten. Hiểu ý tôi chưa bác? Này là chắc làm bánh gì rồi đó. Năm sau đi học học kỳ sau đi học môn thực tập thì cô sẽ hướng dẫn cho làm những cái bánh mà không có gluten. Ăn xôi lại no lâu hơn cơm, xôi và dẻo và nhớ hơn cơm. Bạn nào có thể trả lời được câu hỏi này cho bạn Vinh nè. Ăn xôi no lâu, ăn xôi khó tiêu hơn và xôi thì nó sẽ có cái tính dẻo hơn cơm. Đâu, bạn nào trả lời coi câu hỏi cuối cùng ha, để chúng ta chuẩn bị chuyển sang chương 2. Rồi thôi, để cô trả lời luôn cho. Thế này, sở dĩ ăn xôi nó lâu hơn thì xôi thì được nấu từ gạo nếp, nghe cô dục, gạo cơm thì nấu bằng gạo tẻ
ở Việt Nam mình người ta hay dùng từ đó đó. Gạo nếp thì có nếp cái, hoa vàng, nếp bắc vân vân. Gạo tẻ thì có rất 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 nhiều giống gạo. Nhưng cái điểm khác nhau đặc trưng giữa gạo nếp và gạo tẻ là ở cái hàm lượng amylose pectin trên amylose. Ở cái gạo nếp thì hàm lượng amylose pectin chiếm tỷ lệ rất cao. Và ngược lại với gạo tẻ thì amylose lại chiếm tỷ lệ cao, amylose pectin lại chiếm tỷ lệ thấp. Amylose pectin là những cái phân tử mạch dài có nhánh. Vì mạch dài hơn hẳn amylose và có các nhánh, nghĩa là có sự xuất hiện của các liên kết alpha 16 glucosic. Cho nên khi mình ăn vô cơ thể thì sự tấn công của các enzyme amylase trong hệ tiêu hóa chúng ta chắc chắn nó sẽ gặp khó khăn hơn là chúng ta chỉ tấn công vô các cái mạch thẳng đơn giản như là amylose. Vì vậy ha, vì cái thời gian phân giải hạt tinh bột mà chứa nhiều amylose pectin nó sẽ cao hơn so với cái loại gạo mà chứa ít amylose pectin. Cho nên chúng ta sẽ có cảm giác no lâu. Phần thứ hai, ngoài việc hàm lượng amylose pectin trên milo thì trong gạo nếp, trong cái thành phần tinh bột của gạo nếp thì cái cấu trúc tinh thể của nó cũng chặt chẽ hơn so với cái cấu trúc của hạt đậu tẻ. Được chưa? Cho nên nó sẽ có hai vấn đề. Một là khi nấu cơm nếp á, lượng nước thường phải dùng ít hơn là gạo bình thường. Vì cái cấu trúc nó rất chặt chẽ cho nên cái khả năng hấp thụ nước nó sẽ giảm đó. Chúng ta nấu cơm nếp mà các em chế nhiều nước như là nấu cơm là nó sẽ nhão ngay lập tức. Cái thứ hai là mặc dù lượng nước chúng ta sử dụng hơn, tuy nhiên là do cái cấu trúc cấu tạo mạch nhánh, cho nên nó khi mà nó sẽ tạo ra cái mạng gel tinh bột thì cái mạng gel này nó sẽ có tính dẻo dài hơn là so với gạo tẻ. Điều này nó cũng xảy ra tương tự ví dụ như bột năng này. Mấy đứa làm bánh ha, cái ăn cái bánh dày với cái bánh giò. Bánh dày làm từ bột nếp, bánh giò làm từ bột gạo. Thì rõ ràng cái bánh giò hay là cái bánh ít nó sẽ dẻo hơn rất nhiều so với những cái bánh giò làm từ bột gạo. Bột năng là cái bột cũng chứa cái thành phần amylose pectin rất nhiều. Cho nên cái sản phẩm mà bánh bột lọc của chúng ta đó làm từ bột năng thì mấy đứa thấy là gì? Nó có một cái độ trong ha, và cái độ dai, độ dẻo nó rất cao. Như vậy tóm lại, trả lời chung cho câu hỏi này thì những cái loại hạt tinh bột mà trong thành phần của nó tỷ lệ amylose pectin càng cao thì khi hồ hóa và tạo gel nó sẽ tạo gel ra một cái nó sẽ tạo ra một cái mạng lưới gel tinh bột dẻo dai hơn rất nhiều so với những cái loại bột mà chứa ít amylose pectin, ví dụ như bột gạo của chúng ta. Rồi thôi ha, cô cũng không, nếu mà không còn câu hỏi gì nữa thì cô sẽ chấm dứt phần 1 ở đây, coi như là cái phần giải đáp các cái thắc mắc liên quan tới chương 1 thì xong. Bây giờ nó cũng gần hết cái thời hạn của cái lần Zoom này rồi, 40 phút. Cô sẽ tắt cô thoát ra rồi mấy đứa vô lại để chúng ta bắt đầu học sang chương 2 nha.